Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể trace từ một cái hình ảnh dưới dạng là ảnh dạng bitmap về dạng vector, làm sao mà chúng ta có thể trace một cách hiệu quả nhất. Nếu như thông thường mà các bạn copy hoặc load một cái ảnh ở trên mạng internet về thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái nét xăm của nó đây đúng không? Và bạn muốn sử dụng cái hình ảnh này nhưng muốn nét hơn thì bắt buộc là các bạn phải trace hình để thành vector. Và đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ trace. Các bạn sẽ nhìn thấy là trông nó sẽ rất là gọn gàng và nét. Nhìn cái tổng quan của nó thì các bạn sẽ thấy là cái phần vector nó đã lấy được khoảng 80%. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Nếu như thông thường các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là image trace, các bạn sẽ click trực tiếp vào đây thì nó sẽ trở về cái dạng màu đen trắng đó. Nhưng mà thực sự thì chúng ta muốn lấy các cái mã màu, các cái màu y nguyên giống như cái mẫu bên tay phải của chúng ta vậy. Thì bình thường là các bạn cũng sẽ sổ cái cửa sổ và các bạn chọn cái hai photo. Đến cái đoạn này á, mà các bạn expand luôn, các bạn sẽ expand cái này ra thì các bạn sẽ nhìn zoom to lên, các bạn sẽ thấy là những cái nét của chúng ta nó sẽ bị gãy, bị mất nét. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng của chúng ta là chúng ta cần phải có những cái nét nó mượt như vậy, mượt như cái mẫu ở phía bên tay phải mà chúng ta làm đúng không? Thì các bạn cần phải thêm một cái bước nữa, đó chính là các bạn hãy chọn cho mình vào cái bảng Image Trace Panel. Đó, riêng ở cái phần này thì chúng ta không cài đặt một cái thông số gì cả, chỉ có ở cái phần Color, các bạn hãy kéo cho mình về cái mức là 0. Và các bạn zoom to lên thì các bạn sẽ nhìn thấy này, các cái nét của chúng ta nó đã liền hơn. Sau đó là các bạn hãy expand ra, rồi nhấn phải ungroup, các bạn xóa hết cho mình cái phần khu ở bên ngoài đi. Và khi mà các bạn zoom lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái nét của chúng ta rất là mượt đúng không? Bây giờ mình sẽ kéo thử ra này, các bạn thấy không? Đó, từng mảng màu một nó sẽ rất là liền nhau, ở gần như là nó giống như là cái bản gốc của chúng ta vẽ vậy. Đặc biệt nhá, là cái phần áo này các bạn này, đó chính là những cái phần kể cả cúc cũng còn nguyên luôn. Và cái nội dung nó cũng chỉ có như vậy thôi nhé các bạn nhé. Và nếu như các bạn mà có những cái hình ảnh chất lượng cao hơn á, thì mình tin chắc rằng cái lệnh này á, nó sẽ lấy lại được khoảng 90% cái phần độ chính xác. Nên là nếu như bạn nào mà có thời gian á, mà các bạn cẩn thận thì các bạn hãy chuốt lại những cái phần đường viền nó đang bị hở hoặc là nó chưa được mượt lắm thì các bạn hãy chỉnh lại nhé. Nhưng mà theo cái cá nhân của mình á, thì cái kết quả như vậy đã là rất là tốt rồi. Và mình nghĩ rằng là nội dung này thì sẽ rất là nhiều người đang cần phải sử dụng đến nó. Cái này cũng có thể áp dụng được với những cái trường hợp là các bạn sẽ vẽ lại logo bằng cái hình ảnh. Nếu như cái logo mà hình ảnh chất lượng cao á, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này để chúng ta có thể làm được nhé. Rồi, và nội dung của mình cũng đơn giản là như vậy thôi. Bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.